Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết một con Tarantula male trưởng thành hoàn toàn sẽ làm điều gì trong cái phần đời còn lại của nó. Thì thường khi trưởng thành hoàn toàn chúng sẽ dần dần ít ăn và gần như là bỏ ăn. Và tùy theo loài chúng sẽ phát triển bao tay và móc. Cũng như các bạn có thể thấy ở đây là con mèo này nó đang lập một cái mạng lưới nồng nọc và nó sẽ di chuyển cái số nồng nọc đó vào, vào tay của mình nhằm mục đích duy trì nòi giống con cái của nó sau khi giai đoạn bơm đủ nằm nọc vào bao tay thì chúng sẽ hủy đi cái mạng lưới này mạng nhện này và ở ngoài tự nhiên chúng sẽ bắt đầu đi tìm người bạn đời của mình và quá trình sinh sản cũng giống như là giao phối nó không hề dễ đôi khi cái việc mà duy trì con cái chưa được xảy ra nữa thì chúng đã bị lên dĩa rồi nếu như chúng gặp một số female khó tính nên các bạn cũng có thể thấy đó đã sinh ra là đàn ông là cực kỳ khổ rồi bây giờ sinh ra là nhện mèo lại càng khổ hơn Ok mình sẽ ly gần cho các bạn thấy Đây là cái móc của nó nè Ok các bạn có đánh giá như thế nào về sự hy sinh của nam giới trong Tarantula Hãy comment cho mình biết ý kiến mọi người ở phía dưới nha Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau Bye bye